đời khủng hoảng thật đấy. Kể ra em và anh ta cũng hòa nhau, cả hai đều cắm sừng nhau. Thế em đã tính đến chuyện ly hôn? Đang tính đây. Thế anh có biết tôi đã bị vợ anh vặt bằng sạch tiền. Giờ không có tiền để trả cho nhân viên. Chúng nó bỏ đi hết rồi đấy. Tránh để đêm dài lắm mộng. Tay Nghĩa mà biết ra sự việc này ấy, chúng sống không bằng chết đâu. Vấn đề là tôi đang không xác định được là anh ta có biết hay không. Nếu đúng là anh ta đã biết, thì những êm ấm đang có là một màn kịch mà anh ta muốn diễn cho tôi xem. Đến lúc đấy thì tôi sẽ mất hết. Mất hết. Chúng ta phải bình tĩnh mới tìm ra được cách giải quyết. Tôi gọi anh đến đây là để hỏi anh một chuyện. Khả năng cao là tay Nghĩa đã biết hết. Vậy anh có nhận trách nhiệm về Gôn không? Em cứ đùa anh. Em đã từng nói chuyện của Gôn là do sự cố của anh và em còn gì. Em sống để bụng, chết mang theo, không đòi hỏi anh trách nhiệm gì cơ mà. Ý anh không phải. Em cứ nói như vậy thì làm sao chúng mình giải quyết được việc? Tôi đã quá mệt mỏi khi phải sống như thế này rồi. Tôi đã quá mệt mỏi khi ngày nào tôi cũng phải lo âu lâu lắm lâu sợ khi tất cả mọi chuyện nó sẽ bị bại lộ, tôi sẽ phát điên mất. Tâm lý em bất ổn quá. Em phải đi khám bác sĩ đi. Tâm lý của tôi thế nào tôi biết chứ. Chuyện ly hôn đi. Tôi sẽ tính từng bước một. Tôi sẽ đòi lại những gì mà tôi xứng đáng. Sẽ không ra đi tay trắng như cô vợ cũ của anh ta đâu. Tâm lý của em không ổn một chút nào cả. Ổn. Diễn thôi mà. Tôi sẽ diễn đến cùng. Diễn cho hết vai một người vợ hoàn hảo. Khó gì đâu. Xuống xe đi. Alo. Anh à, anh đang ở đâu đấy? Tôi muốn ăn gì để em nấu. Này anh có việc, có gì nói sau nhé.